Trong cơ thể con người, gan đảm nhận nhiều chức năng sinh lý phức tạp trong việc chuyển hóa dưỡng chất và phân hủy độc chất. Do vậy, gan là bộ phận rất dễ bị tổn thương. Nhất là ngày nay, trong cuộc sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây độc từ những thói quen thực dụng thời hiện đại. Hầu hết các tổn thương gan đều có bệnh cảnh phức tạp với những tiên lượng cực kỳ xấu, bởi vì phát hiện thường chậm trễ trong khi gan đã âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm. Hơn nữa, một khi bệnh được phát hiện và điều trị, gan lại phải làm việc nhiều hơn để hóa giải một lượng thuốc không nhỏ buộc phải đưa vào cơ thể. Vì vậy, ngăn ngừa tổn thương gan, nâng đỡ chức năng gan, tăng cường bảo vệ gan với sản phẩm thân thiện đời sống, đó là thông điệp mà dòng sản phẩm Gerfarm gửi đến cộng đồng qua sản phẩm viên nang tai nấm vàng, được bào chế từ 4 loại nấm thường thặng: vân chi, đinh chi, thái dương và hầu thủ. Viên nang tai nấm vàng giúp bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan, giải độc gan, hạ men gan và làm tăng sức đề kháng cho cơ thể. Đối với hệ tim mạch, sản phẩm giúp ổn định huyết áp, giảm mỡ máu, giảm cholesterol, ngăn ngừa sơ vữa động mạch. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp ăn ngon, ngủ tốt và hạn chế sự lão hóa các bộ phận trong cơ thể. Theo kết quả nghiên cứu của cơ quan chuyên ngành, tác dụng bảo vệ gan của sản phẩm thể hiện thuyết phục qua việc làm giảm hàm lượng các men gan GPT, GOT và sắc tố mật gây vàng da bilirubin trong huyết tương, đồng thời phục hồi chất chống oxy hóa nội sinh GSH trong gan. Một nghiên cứu độc lập khác tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho kết luận viên nang tai nấm vàng thể hiện khả năng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào gan, chống lại các tác nhân gây tổn hại tế bào gan. Ngoài ra, các nghiên cứu còn cho thấy triển vọng của sản phẩm trong việc tăng khả năng miễn dịch của cơ thể qua tác dụng phục hồi trọng lượng các cơ quan miễn dịch như gan, lách, tuyến ức, tăng số lượng bạch cầu, tăng khả năng thực bào và tăng đáp ứng kháng nguyên kháng thể. Đặc biệt, viên nang tai nấm vàng có tác dụng phục hồi số lượng bạch cầu bị suy giảm do thuốc hóa trị liệu cyclophosphamide. Từ đó cho thấy khả năng ứng dụng của chế phẩm trong hỗ trợ điều trị bệnh ung thư để làm giảm độc tính của thuốc hóa trị liệu trên hệ máu và tủy xương, giúp cơ thể tăng cường đáp ứng miễn dịch và gia tăng sức đề kháng. Sản phẩm thích hợp dùng cho người bị các rối loạn chức năng gan, men gan cao, uống rượu bia nhiều, người có nguy cơ bị mỡ máu cao, sơ vữa động mạch, huyết áp cao, người ăn ngủ kém, suy nhược cơ thể do suy gan, ung bướu. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nuôi trồng nấm, dược liệu đến chiết xuất, pha chế, đóng gói thành phẩm và được lưu giữ trong bao bì cao cấp, chất lượng, đảm bảo tính ổn định đến tận tay người tiêu dùng. Tôi ngày xưa cũng lừng lẫy chiến tích lắm, cũng ít ly tới y lít, cũng lên bờ xuống ruộng dữ lắm. Nhưng bây giờ thì buông súng rồi. Tim gan nó rủ nhau, nó giật quá, chịu không nổi. Nhờ mấy người bạn cho mấy hộp tay nấm vàng, uống vô thấy được ghê á. Bây giờ tôi chỉ có tay nấm vàng là bạn thôi. Tay nấm vàng, vô! Tay nấm vàng, bảo vệ gan, giảm mỡ máu, tăng đề kháng.